Ok, chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với kênh vlog Thủy đẹp trai của mình nhé. Thì đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách hát bằng cái mic tai nghe. Đây, cái mic này thì mua chỉ khoảng 200 đến 250 thôi. Mic kèm một cái mic cùi bắp này. Cái tai nghe này 250 thôi, 200 gì đó. Thì chúng ta sẽ qua một cái phần mềm. Đó là phần mềm Cube. Thì nó có Cube 10, Cube 7, Cube 8 rồi Cube 5. Thì hiện tại đây là bản Cube 10 nhá. Thì cái project này mình cũng cài cho cái bộ số cả K10 á, nhưng mà bây giờ mình không hát bằng K10 mà mình hát bằng chính cái tai nghe cùi bắp này để cho các bạn thấy là nó cũng ok. Thì đây, đầu tiên mình để hát thì mình sẽ phải bật cái tiếng vang lên. À, alo. Rồi. Tiếp theo thì auto tune mình để mức kịch kim luôn để hát nhạc nó mới hay ha, cho nó phê. Đây, sau đó mình phải bật tune lên đó. Giờ mình sẽ hát bài xóa hết, nhưng mà thôi xóa hết hoặc là từ từ hát bài ngày em ra đi đi ha. Tông Lam, cái này mình sẽ lấy nhạc sống để nó đỡ bị dính bản quyền nhé. Đây, đầm giò tông lòng em đó. Sẽ hát lửa bài này, rồi hát một lửa bài lửa bài xóa hết nữa nhá. Lất đan như con tàu, tàu xa quân bão. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh nung. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lau ngắn lẹ ngàn đời biệt ly. Chiều trên sân ga, tia lắng nghiêng xuyên qua ngàn lá. Giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau hôm nay làm sao anh xa con tàu, lệ em tuôn mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Tiếng còi vàng để mang em về đó. Lòng anh lá tan theo con tàu, tàu xa khuất bóng, anh ngỡ rằng mình còn chiêm bao. Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa ý. Chắc con đường vội, đang lỡ hoa lên quên hẹn. Đường xưa mưa rơi âm thầm, từng đêm nuối tiếc anh đã nghe hồn mình lặng câm. Đó, bây giờ mình sẽ hát bài xóa hết nha, nhưng mà mình sẽ lấy nhạc sống thôi để nó đỡ không bị bản quyền ha. Ok, nói chung hát gì thì hát cứ
hát nhạc này đi. Đây, có một bài này đây rồi. Mình sẽ thử cho các bạn thấy nhá. Bài này bắt đầu cũng dò tông nhá. Dò xem tông gì đã. Vào phần mềm Cube, chúng ta dùng auto key để nó dò tông. Mình bên này mình cũng phải cái bên bên auto tune này. Nó có cái vòng tròn to này thì mình cũng phải ấy nhá. Cũng phải hát cái câu cuối để xem nó đúng tông nó nhá. Đúng rồi, dê. Dê, ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình hát lại từ đầu nhá. Mình hát một đoạn thôi. Em yêu ơi đôi mình cách xa, để từ đây riêng anh phải lẻ loi. Ta chia tay không một lý do, để giờ đây riêng anh với nỗi buồn. Anh sẽ nhớ mãi những tháng ngày xưa ấy, đã đi bên nhau trong hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những nụ cười ngày ấy, giờ đây đã không còn như trước. Thời gian sẽ xóa đi hết những câu yêu thương đã trao, và xóa đi hết những kỷ niệm xấu màu. Dù đã cô lưu kéo nhưng chẳng thể thay đổi, người vẫn cất bước quay mặt đi. Dù cho tình đó đã mất hết nhưng trong anh vẫn còn, lòng vẫn mãi luyến tiếc bóng mình xưa đã xa. Cầu mong em bên ai sẽ luôn được hạnh phúc, và nếu có lúc em buồn đau hãy về bên ai. Ok, như vậy thôi các bạn ạ. Đó thì mình đã hướng dẫn các bạn là cái cách hát bằng phần mềm Cube và hát không cần phải mic đắt tiền làm gì, hát một cái mic rất đơn giản. Đây để mình tắt tiếng vang đi để nói chuyện, ok được chưa? Đó, chúng ta chỉ cần hát với một cái mic đơn giản ở trên cái tai nghe, nghe cũng rất chi là phê rồi. Chúng ta có thể hát karaoke và đặc biệt chúng ta có thể live stream bình thường nhá. Đây mình đang, tại vì mình đang quay bằng phần mềm OBS mà, phần mềm này có thể live trực tiếp lên trên Facebook luôn. Đó, thấy không? Hoặc là YouTube chúng ta live được hết. Đó, ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình một like và đừng quên subscribe kênh để ủng hộ mình nhá. Đó. Chúng ta đam mê ca hát không có tiền, chỉ cần sắm như vậy thôi. 200 ngàn hoặc là trăm mấy chục ngàn cũng có cái mic có tai nghe vậy nha. Nhưng mà mic ví dụ càng đắt tiền nó càng hay. Chúng ta có tiền thì có thể mua cái mic 400-500, mic cả triệu ha. Thì nó có cái tai nghe này. À, có cái mic này đó, nó vừa là mic vừa là tai nghe liền nhau này, đó. Đó, mic của máy tính thôi, tai nghe của máy tính thôi. Đâu cần phải sắm mic live stream làm gì ha. Ok. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.